Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Cẩm Nang Sapphire của mình. Trong chủ đề video ngày hôm nay, mình sẽ chia sẻ cho các bạn về công dụng và cách dùng nhụy hoa ngày Tây như thế nào để mang lại hiệu quả tốt nhất trong quá trình điều trị và hỗ trợ bệnh mất ngủ nhé. Theo như mình đã nghiên cứu qua, thì trong những cái tài liệu y học ở những cái quốc gia vùng Trung Đông thì nhụy hoa ngày Tây có được cái tính an thần rất là tốt trong việc hỗ trợ bệnh mất ngủ. Trong thành phần của nhụy hoa ngày Tây thì có chứa rất là nhiều chất chống oxy hóa. Cái chất này sẽ giúp tăng cường lưu thông máu và oxy lên não, làm ngăn chặn các cơn đau thần kinh, và điều này giúp cải thiện cái tâm trạng của chúng ta, làm cho chúng ta giảm đi những cái triệu chứng stress và cơ thể được thả lỏng, dễ dàng ngủ sâu và ngủ nhanh hơn. Ngoài ra thì melatonin là một hormone trong não giúp kiểm soát giấc ngủ của chúng ta, và khi mà cái hormone này bị thiếu hụt hoặc gặp bất kỳ một cái trường hợp nào bất thường thì sẽ làm cho chúng ta bị rối loạn giấc ngủ và khó ngủ hơn. Và trong thành phần của saffron, nhụy hoa ngày Tây, thì có cái hoạt chất là safranol và crocin, thì hai hoạt chất này sẽ giúp cho cái hormone melatonin tiết ra được ổn định và sẽ kiểm soát cái quá trình giấc ngủ của chúng ta được tốt hơn. Không chỉ vậy, trong thành phần của nhụy hoa ngày Tây còn chứa rất là nhiều vitamin nhóm A, vitamin nhóm B và nhiều dưỡng chất khác giúp bồi bổ và thanh lọc cơ thể. Điều này cũng giúp cho điều hòa được quá trình trao đổi chất để cân bằng lại đồng hồ sinh học một cách tự nhiên nhất. Chính vì vậy nên khi mà chúng ta sử dụng saffron nhụy hoa ngày Tây thì sẽ dễ đi vào giấc ngủ và giúp chúng ta ngủ sâu giấc, chất lượng giấc ngủ và các chứng bệnh mất ngủ mãn tính thì cũng sẽ được dần cải thiện hơn. Khác với thuốc ngủ thì nhụy hoa ngày Tây có tác dụng an thần nhưng sẽ không có bất kỳ một cái tác dụng phụ nào như gây buồn nôn, đau đầu hay là nhờn thuốc như những cái sản phẩm thuốc ngủ mà mang lại. Chính vì vậy nên một loại thảo dược tự nhiên như là nhụy hoa ngày Tây rất là lành tính thì sẽ rất là tốt cho cái sự lựa chọn của gia đình. Không giống như là thuốc ngủ thì sản phẩm nhụy hoa ngày Tây có tác dụng an thần nên sẽ không có bất kỳ một cái tác dụng phụ nào như là đau đầu, buồn nôn hay là nhờn thuốc. Và chính vì vậy nên là nhụy hoa ngày Tây sẽ là một cái sản phẩm rất là lành tính và rất là tốt để cho gia đình chúng ta sử dụng. Để cho nhụy hoa ngày Tây được hiệu quả khi mà điều trị bệnh mất ngủ thì cái cách dùng rất là đơn giản. Chúng ta có thể pha nhụy hoa ngày Tây từ 10 đến 15 sợi vào 1,5 đến 2 lít nước từ 70 đến 80 độ C, và để cho dược chất trong nhụy hoa ngày Tây được tiết ra từ 7 đến 10 phút là chúng ta có thể sử dụng thay nước lọc trong cả một ngày. Cách thứ hai thì các bạn có thể pha từ 2 đến 5 sợi nhụy hoa ngày Tây với 200ml rửa tươi và đun nóng. Sau đó thì mình sử dụng trước khi đi ngủ từ 1 đến 2 tiếng thì giúp cho các bạn dễ đi vào giấc ngủ và ngủ sâu giấc hơn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Chúc cho những ai đang gặp vấn đề về tình trạng mất ngủ sẽ sớm lấy lại giấc ngủ ngon và sâu hơn, giúp cơ thể có một cái năng lượng tươi mới và mạnh khỏe hơn trong cuộc sống nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo của mình nhé.